Mẹ cá thì nó vô, tự nhiên nó vô, con nào mà ăn con lấy chứ. Mời thằng ơi. Ha, là mình dặn mau quá chưa lên ta. Ờ, nó chọi đi, nó cái kẻ trong mấy bơm đó. À, được rồi. Nó có khớp gì nó vô, nó thở chậm quá. Ừ, nó có cái bực mà. Cái bực nó phải, phải bơm xuống 4 tấc. Nó bơm cái bực, cái thôi đó. Nó còn sâu quá. Ừ, quá, cái đi mình chạy. Ra chặt cái chốt là nó chặt cái rù. Mỗi lần này tôi đang đi làm gì? Lâu kỹ á, cá cầm dạ. Hay gì nữa sao? Hay nữa sao? Hay nữa à? Ủa, cũng nữa. Đó, tí vừa à, đó. Nhiều con chứ. Quỷ cái lắm này, có từ 20 con là người ta lấy cái nó nằm ở dưới ao. Để hơn mua không? Chẳng giờ quá, nó muốn này ngon quá. Cái ao này gió đất này không ao chưa hết à mày? Mới có giác đầu. Giá màu nhà giác đầu chứ sao đâu có nhiều. Cái gì vậy? Có giác đầu. Lóc này nhiều giá cũng mười mấy cái lóc á. Thử nè, thấy không có cái chai bự này đó ta. À, con này phải được ký làm được. À, được ký nè. Có. À, nặng ở dài cái chị hay ký được rồi. Có nấu nấu cháo vừa nè. Con nấu cháo hai con đó là 2 ký rồi. Ừ. Nấu hai cái này được không? Được. Được hả? Nước miếng chua nha. Cá bự có nước chua đúng không? Còn chứ để nó ở mấy cái hàng á. Vô cái hộp đó. Cái đồ vô cổng rồi nhóc đó. Rồi máy đâu? Nó còn mấy cái lóc rồi đó. Ừ. Máy đâu không? Con này mấy con cá bự không lấy máy đi. Đó. Đúng dạng này đi bển gì. Bơ mà. Quá mưa sâu này. Đâu nó nước trong mấy bọc. Bơ đi đâu? Dạch chứ đâu? Cá bự nè. Tát bự. Sáng giờ tao bơm mẹ đi. Cái này nãy giờ nhiêu giờ rồi mà tính coi. 5 giờ rồi. Nhiều lắm. Nhiều giờ đi. Hơn 5 giờ rồi. 7 giờ rồi. Nướng không? Bắt cái này gọn ha. Bắt cái này 8 giờ rồi đó. Bắt được cá mẹ không vừa mẹ. Còn nhiều đó ta. Nhiều. Cái này còn đủ mẹ cả 20 ký nữa nè. Nè. Nó. Nó lóc nhiều lắm chưa. Cái giác nãy rồi còn nhớ cái nãy giờ đâu quá bụng còn cái vàng á. Năm ngoái cái gì vàng ghê lắm mà. Coi chừng cái ống tim của ông bán gì đó Út lấy ra đâu. Đâu. Ống tim đựng chị ke đó. Đó hả? Ừ. Điện đi. Mà lấy ba bóng luôn mà bụng luôn hả? Tại lần đầu mình không biết lục chụp với lần sau à. Cái vô này ốm hơn cái vô em ao của em. Đấy. À em có sức heo. Chừng mà ta chụp tí rồi. À, coi như dẫn không đây? Mới ăn có mấy cái rùa mẹ không sao? Chứ cũng có rùa mề đó chứ. Cái rùa mề kìa. Rồi. Tốt bự không. Mấy đang giờ hết đi. Còn vậy chứ mà xịt bắt thả đòi là bắt. Ừ. Không dễ bắt được mấy cá bự đó. Mà đụng mới xịt là đụng mới vô. Quá trời cá chứ hả? Phải hơn 100 ký không? Nó đó à. Bỏ nghỉ ngày. Ngày tới đâu? Cái gì? Ở đâu đây không được? Dạ. Nó còn nước bạc thôi sao? Chắc này là cái rồi. Xin không ghét bến không cái vô với cái thắt lát đó. Để đi.
Vậy chứ đâu chết nó mạnh, còn cái kia mình bắt nó dơ chết. Con chưa nhận. Như đây hơn cái hơn 2 triệu rưỡi cô. Chưa đâu con, như đây chưa được 2 triệu rưỡi đâu con. Gì nó ngồi nó suy nghĩ, nãy giờ nó hỏi ra được 2 triệu rưỡi thôi. Cái vô này đâu có tiền nhiều. Đâu có tiền nhiều. Mua đòi mua. Giống gì chẳng nước kia chưa? Cái kiệu quá giọng ngon, cái lưu giọng không ngon. Bưng cái bao bưng nổi. Đây hả? Là kéo cái. Sáng mai là một bát nữa. Đó, cái thao rồi, cái thao đi. Cái cá rô rồi vậy. Họ con này á. Ba cái cá rô. Rồi mà cô ấy mà cái bụng mà dạ quá. Cái cảnh này không có cá lóc. Cái mục đó mà hỏm đi luôn rồi giờ mỏ lên đi đồng. Ừ. Nó giờ mà bự nữa. Ấy giờ phải hôm nay hết chiều. Nó bự luôn đó, cá bự đó. Nó là ở vừa mổ ẩu rồi bị nhiễm trùng rồi. Bây giờ nó bán thuốc rồi lại rồi nó nhỏ nó chơi chuyện nó chịu nổi người qua. Bên kia phải dằn lâu chứ gì. Là thế mình đi mổ nó nổ đâu. Mổ đồng luôn cái đâu lên đi vừa hả? Vậy chứ là không có mà nó có đâu. Cái bà mà ngửa cá này đặt cả thế giới biết dấu.